bài bình luận chủ đề khá là đặc biệt, đặc biệt là trong một cái giai đoạn mà cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước đang bận tâm với một chủ đề một vị thầy Thích Minh Tuệ đã dẫn đến một cái sự việc xôn xao của dư luận trong thời gian gần đây, và hàng triệu người yêu mến, trong đó cả luôn Phật tử, đó là tất nhiên, cả luôn những tôn giáo khác vẫn nể phục và kính nể thầy. Có thể nó là một cái hiện tượng chưa bao giờ có xuất hiện ở tại Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến tôn giáo. Và sau khi những sự lo lắng của các quý vị, lo lắng không biết thầy Thích Minh Tuệ nó như thế nào, thầy Thích Minh Tuệ ra sao, vân vân, nhiều bản tin nó quá mù mịt làm cho những người yêu mến của thầy Thích Minh Tuệ ở trong một cái giai đoạn mấy ngày gần đây căng thẳng vô cùng, rất là lo lắng. Có nhiều người họ hỏi Nguyên rằng là con ơi, nếu con biết cái gì là nhớ chia sẻ nha, con ơi nhớ nói gì nhiều thầy Thích Minh Tuệ để bảo vệ cho thầy nha. Nguyên đã nghe rất là nhiều những lời kêu gọi, và Nguyên rất là ngạc nhiên khi cái chủ đề mà các quý vị bận tâm đến nhiều như vậy. Thì ngày hôm nay thì chắc là các quý vị ở Việt Nam đã biết là thầy Thích Minh Tuệ đã xuất hiện chính thức với đài truyền hình của Việt Nam khi thầy Thích Minh Tuệ lấy giấy chứng minh. Thì các quý vị biết là thầy Thích Minh Tuệ đã đi xuất tu một thời gian dài 6 năm, và thầy không có bất cứ một cái giấy tùy thân nào trên người. Và chính phủ Việt Nam đã ép thầy sau khi bắt thầy vào cách đây vài ngày trước, và đã ép thầy lăn tay và làm giấy chứng minh. Và cái điều này thì cũng không phải là tốt, cũng không có gì xấu cả. Và hiện bây giờ thì cái khi ngài xuất hiện lấy chứng minh thì họ đã có những cái bài phỏng vấn và quay thầy. Trung Nguyên mạng phép đầu tiên chia sẻ qua báo chí của Việt Nam, mà Trung Nguyên mạng phép đầu tiên cho các vị nghe tiếng trước. Clip ông Thích Minh Tuệ đến nhận căn cước công dân tại cơ quan công an. Sáng 10 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã cấp căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ. Trước đó, theo cơ quan chức năng, ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Vạn. Xong. Trung Nguyên ngừng, bởi vì Nguyên không cần thiết phải đọc hết, bởi vì họ lập đi cái hết. Đầu tiên nhất thì đây là ngày 10 tháng 6, nghĩa là bản tin của ngày hôm nay. Đây đầu tiên nhất là Trung Nguyên khẳng định điều đó là chúng ta tin của ngày hôm nay. Và sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ trong cái đoạn video, đây Trung Nguyên mạng phép để công chiếu cho các vị xem. Tại trụ sở công an, công dân Lê Anh Tú đã được nhận căn cước sau 5 ngày làm thủ tục. Sau đây là anh Tú xin được cấp căn cước công dân này và luôn luôn mang theo nó trong người. Sử dụng nó rất nhiều cái tiện ích như là đi máy bay này, thế rồi đi khám bảo hiểm y tế bệnh này và nhiều các cái việc khác nó phục vụ cho chính bản thân mình. Thì căn cước công dân này nếu mất thì anh Tú đến công an khai báo và làm lại. Cảm xúc của ông thế nào khi nhận được căn cước công dân? Dạ, cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác, gọi là nếu mà có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập, tu học được thì rất là tốt đẹp. Dạ, ai gì ông có hài lòng không về cái việc cấp căn cước công dân và có gặp cái trở ngại gì trong quá trình cấp căn cước công dân? Dạ, căn cước công dân nếu mà nó đem lại con đường bảo đảm tu hành cho mình được hay là cái gì á, mình ở đây là cũng đều nói cái này là mình vui vẻ hài lòng hay là không vui vẻ hài lòng đối với con, là nó mà đem đến đảm bảo cho mình tu hành thiền định trí tuệ được thì đều tốt đẹp. Hay gì đẹp đẹp. Có căn cước công dân rồi, biết đâu một cái cơ duyên nào đó được về thăm Đức Phật ở chẳng hạn, thì đó cũng sao về đâu. Dạ, được về thăm Đức Phật thì đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn thì cũng đều tốt đẹp. Con ước mong ngày xưa con cũng nói là có một cái duyên nào đó, có một lúc nào đó mình bộ hành về Ấn Độ, mình đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn, mình học tập, mình cảm ơn cái ân đức của Đức Thế Tôn tri ân với ngài. Nhưng mà cái đấy thì con cũng thấy hạnh phúc vui vẻ nếu đạt được. Từ khi ở Huế về đây để trung tâm tu tập đó, tinh thần sức khỏe của ông thế nào? Dạ vẫn tốt đẹp, đủ, nói chung như giờ cũng để với cái sức khỏe này thì mình bộ hành được, mình tu hành được, mình thật thực mình, nói chung là để đáp ứng thì nguyện vọng học tập theo lời Phật dạy thì mình cũng đi. Đây là một cái đoạn clip ngắn, tất nhiên đây là clip của chính phủ Việt Nam, họ đã chuẩn bị và họ đã cắt ghép, họ đã chuẩn bị bây giờ. 8/6, phòng cảnh sát quản lý hành chính về mình cắt cái này. Mà cứ tiếp tục là vậy. Chính phủ Việt Nam đã cắt ghép và đã chuẩn bị để quay phim để cho có thể nói là dập tắt những cái tin đồn, những cái xôn xao dư luận xã hội trong thời gian gần đây. Khi lúc mà thầy Thích Minh Tuệ đã nhận giấy chứng minh và họ đã giải thích rõ cho thầy là
giấy chứng minh này có thể đi máy bay được nha. Bệnh đi gặp bác sĩ là phải đưa giấy chứng minh vân vân. Thì đây là một cái sự mà họ nghĩ là thầy Thích Minh Tuệ hình như không biết điều đó hay gì đó. Họ đánh giá thấp thầy Thích Minh Tuệ đến mức độ họ cần phải giải thích nè, đây là quyền lợi của nhân dân, thầy cái này, họ không kêu là thầy, ông Thích Minh Tuệ. Và có quyền lợi như thế này, quyền lợi cái này là tốt cho quyền lợi của nhân dân. Nguyên không biết có quyền lợi gì hay không, mà Nguyên nghĩ là người Việt Nam chúng ta biết được. Và họ cho rằng giống như là họ tưởng là thầy Thích Minh Tuệ không biết cái điều đó. Giấy chứng minh nhân dân này làm như thế này. Cho Nguyên, thầy Thích Minh Tuệ là một người có trình độ. Có trình độ. Thầy thừa biết những cái điều đó. Cái giấy chứng minh nhân dân này làm được cái gì? Nghe các vị nhé. Và sau đó thì sau khi cái vấn đề mà Nguyên nói là dàn dựng chuẩn bị, từ bước mà thầy Thích Minh Tuệ đi đến thì công an nó đã quay, và khi đưa cái giao chứng minh nhân dân thì cái anh công an cũng giải thích và cũng đã được quay hết. Và sau đó thì nó sẽ đưa ra một cái bài phỏng vấn của thầy Thích Minh Tuệ mà cuối chương trình mà chúng ta nghe đó. Đó là bài phỏng vấn và nói rằng là thầy Thích Minh Tuệ có muốn đi qua bên Ấn Độ không? Cái vùng đất của Phật tổ hay không? Thì tất nhiên là ai mà tu sĩ mà ai mà không ước ao điều đó. Thì thầy Thích Minh Tuệ đã nói là đó là cái ước ao khi lúc mà những người bước đi tu và ước ao gì đến một lần được Ấn Độ đi theo lại cái bước đi của Phật Thích Ca. Thì bây giờ bản tin các quý vị đã nghe và cũng Nguyên cũng đã chia sẻ lại, và đây là bản tin chính thống của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích họ đưa tin này là để dập tắt những cái duy luận, những tin đồn. Thí dụ là thầy Thích Minh Tuệ bị bắt, bị giam lỏng, thầy Thích Minh Tuệ bị uy hiếp vân vân và vân vân. Đó là mục đích chính của họ. Nhưng trong cái mục đích này họ đã gửi một cái thông điệp là một cái xu hướng và đưa thầy Thích Minh Tuệ ra khỏi đất nước Việt. Tất nhiên đây cũng là cái quan điểm bình luận cá nhân của Nguyên và cho Nguyên mang phép. Tất nhiên là có thể lời nói của Nguyên nó sẽ không đúng sự thật. Bình luận mà là cái suy luận cá nhân mà tôi các quý vị, cái suy nghĩ suy luận cá nhân thôi. Nhưng mà Nguyên giải thích tại sao như vậy. Các vị cũng biết là thầy Thích Minh Tuệ đó là một cái hiện tượng chưa bao giờ có trong thời gian vừa qua. Một cái sự tầm ảnh hưởng của thầy Thích Minh Tuệ nó quá lớn. Nó lớn khủng khiếp. Nó lớn đến mức độ mà Nguyên nói là không ai ngờ. Và thầy Thích Minh Tuệ đã trở thành một cái người nổi tiếng. Và cái tầm ảnh hưởng của thầy Thích Minh Tuệ nó vượt qua cái rào cản của tôn giáo. Mà tất cả tôn giáo nào cũng tôn trọng thầy. Và cái sự nhiệt tình và sự yêu mến của người dân Việt Nam, hàng triệu Việt Nam. Và cái phong trào đi theo thầy mà Nguyên đã có bình luận trước đó, trước khi thầy bị làm khó dễ bị bắt, Nguyên đã bình luận từ lâu là không thể nào chánh phủ Việt Nam để cho vấn đề này nó tồn tại. Vì với cái đường lối chánh phủ của Việt Nam không thể nào làm để cho điều tồn tại được. Và Nguyên nói đâu đúng đó đúng không? May mắn thay là những bài bình luận trước của Nguyên nói đúng, nếu không là bị người ta chọi đá rồi. Bị bà con, cô bác, anh chị em chọi đá rồi. Và sau đó khi chúng ta nhận được cái bản tin thầy Thích Minh Tuệ nửa đêm đã bị bắt và đã dẹp hết tất cả những đại tử đi theo thầy, thì một thời gian thầy đã bị mất tích. Phải nói là một thời gian ngắn thầy đã bị mất tích, để dấy lên một cái sự lo lắng trong cộng đồng, trong và ngoài nước. Cả luôn những dân biểu của Mỹ phải khởi tố khẩn cấp và nhắm vào chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền tôn giáo, đặc biệt là đối xử khác biệt với thầy Thích Minh Tuệ. Cái sự việc nó đã lớn hơn cái sự kiểm soát của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã không còn đủ khả năng kiểm soát với vấn đề tôn giáo. Nguyên nói là đụng tới tôn giáo là người ta chơi khô máu. Đặc biệt là trong bộ máy chính trị, có rất là nhiều người ở trong bộ máy chính trị, họ vẫn nể phục thầy Thích Minh Tuệ. Tuy rằng họ không nói, nhưng mà chúng ta thừa biết, phần lớn người dân Việt Nam chúng ta đều là người đạo Phật. Đều là người đạo Phật, phần lớn đó. Và trong cái bộ máy chính trị, người ta cũng không muốn làm khó dễ thầy Thích Minh Tuệ. Nhưng mà phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Vì thầy Thích Minh Tuệ là một cái, Nguyên nói là một cái ngọn lửa, nó có thể bùng phát lúc nào cũng vậy. Cái phong trào của thầy Thích Minh Tuệ nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào quay trở lại. Hiện bây giờ chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn tối đa cái sự tiếp gần với phóng viên báo chí. Tất cả những người đi theo thầy Thích Minh Tuệ họ đang ngăn chặn và uy hiếp. Nhưng mà cái phong trào đó không thể tiếp tục ngăn chặn kiểu hoài được. Vì ngăn chặn ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt sẽ như thế nào? Và thầy Thích Minh Tuệ vẫn tiếp tục tu hành khắc thực. Thầy đâu có nói là ngày không đâu.
ngày nào đó là vẫn tu hành khắc thực mà ngài vẫn ôm cái nồi cơm mà ngài vẫn ôm cái nồi cơm mà à ngài vẫn đâu có buông bỏ nồi cơm đâu, ngài vẫn uống nồi cơm trong cái bài phỏng vấn, ngài nó vẫn ngài tu tập sức khỏe vẫn tốt và ngài vẫn khắc thực. Và nếu ngài tiếp tục đi thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Bắt thầy thì không được vì thầy có tội mà bắt. Nếu bắt thầy và nhốt thầy thì dư luận xã hội và dân chúng Việt Nam 90 triệu dân còn phải nổi cơn điên không? Chính phủ Việt Nam phải giải quyết cái vấn đề như thế nào? Nên mấy ông bà nhà ta mới nghĩ là bây giờ nếu thầy Thích Minh Tuệ mà xảy ra chuyện gì trong đất nước của mình thì dư luận xã hội trong và ngoài nước nó sẽ tấn công mình và chúng ta mất đi lòng dân. Nhưng nếu thầy đi ra khỏi đất nước, thầy đi theo tường tu đạo của Ấn Độ, qua bên Ấn Độ để mà học tập, qua bên Ấn Độ đi theo bước chân của Phật, thứ nhất là đẹp đẽ, đại tài trợ cho thầy, tài trợ cho thầy đi qua bên Ấn Độ học tập ở bên Ấn Độ, tu theo hướng pháp Đầu Đà của Ấn Độ ở bên Ấn Độ, thứ nhất đâu có ai đi theo thầy nữa, ai đâu mà đi theo thầy Ấn Minh Độ mà. Thứ hai, cái phong trào của thầy không còn có người nối gước theo sau, vì thầy là quy nói là cái lý tưởng mà thầy không còn ở Việt Nam. Thứ ba, nếu thầy xảy ra chuyện gì ở bên Ấn Độ không phải là lỗi của chính quyền Việt Nam. Không phải là lỗi của chính quyền Việt Nam. Cái điều đó mới quan trọng. Tại sao phải bắt buộc thầy họ, các vị biết là họ muốn làm cái gì dễ biết lắm. Nguyên đánh mùi hết. Nguyên nói thực tế với các vị, giống như là Nguyên làm chính trị đó, của Nga, của Ukraine. Nga mà trước khi muốn làm cái gì là Nguyên đoán được liền. Tại vì mình nó có cái dấu hiệu. Nó có cái dấu hiệu, nó gửi cho mình một cái tín hiệu. Nó gửi cho mình một cái tín hiệu. Và cái điều mà để thầy Thích Minh Tuệ ở Việt Nam á, thì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lo lắm. Vì không biết cái phong trào này nó bùng phát chừng nào nó quay trở lại. Thứ hai, nếu mà lỡ không may mà thầy Thích Minh Tuệ xảy ra chuyện gì đó, thì người ta sẽ đổ lỗi cho chính quyền Việt Nam hết. Và lúc đó thì nó càng khổ nữa cho chính quyền Việt Nam nữa. Cái sự phẫn nộ của nhân dân và làm mất đi cái niềm tin của nhân dân. Cái điều đó thì không được. Nên là bây giờ cái chi pháp duy nhất là đưa thầy Thích Minh Tuệ rời khỏi Việt Nam. Với một cái vấn đề rất là đơn giản, là đang giỡn, là giúp đỡ thầy Thích Minh Tuệ thực thi ước mơ của mình, giống như bài phỏng vấn đó. Là tôi cũng muốn được, con cũng muốn được đến đất của Phật tổ thì cái điều đó nó vừa hợp tình vừa hợp lý và giải quyết cái vấn đề đi theo thầy. Bây giờ tạm thời giải quyết được, nhưng trong những ngày kế tiếp thì sao? Thầy vẫn đi là vẫn có người đi theo, người ta sẽ bất chấp. Nguyên nói thật luôn, thầy bây giờ mà cầm cái nồi cơm mà thầy đi một cái ngoài đường, một cái Nguyên bảo đảm với các vị là bà con cô bác cũng ùa theo. Tuy rằng biết là công an sẽ làm khó dễ, nhưng mà trời, cũng sẽ người dân ùa theo. Cái người Việt Nam mình nó ngộ là như vậy đó. Việt Nam mình là điếc không có sợ súng. Đã, nên là bây giờ đối với chính phủ Việt Nam đó, là một cái điều bài toán phải đưa thầy ra nước ngoài. Mà đặc biệt không phải là cái nước nào, là phải nước Ấn Độ, đó là phù hợp nhất. Rồi ở bên Ấn Độ thầy tu tập thì đâu có ai đi theo thầy. Vì Ấn Độ cái chuyện đó nó cũng là một cái chuyện rất là bình thường ở bên Ấn Độ. Vấn đề mà tu khổ hạnh ở Ấn Độ nó cũng là chuyện rất là bình thường. Ở bên Ấn Độ nó cũng không phải là cái chuyện gì mà nó là to tát. Rồi đâu có người Việt đâu. Đâu có người Việt nhiều. Ở bên Ấn Độ đâu có người Việt nhiều. Nên là cái điều đó và những cái người mà đi theo thầy cũng không có bao nhiêu người qua bên Ấn Độ hết. Và cái phong trào quay phim cho thầy nó cũng không có luôn. Nguyên ơi, con còn non quá hả? Dạ cảm ơn bác. Chứ con đâu có muốn già làm gì con. Con cũng muốn non mãi bác ơi. Con cũng muốn non ngoại lắm, nhưng mà cái khổ là thời gian nó không có cho phép bác ơi. Chứ con cũng muốn non ngoại bác, chứ nghe chữ già là con ngán lắm bác ạ. Con bắt đầu con ngán cái chữ già đó. Thì theo cái nhìn của Nguyên đó thì là thầy Thích Minh Tuệ thì theo cái bước đi và bài phỏng vấn của ngày hôm nay với cái chính quyền nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó đang đưa đẩy và muốn đưa thầy Thích Minh Tuệ ra khỏi đất nước.
đặc biệt là Ấn Độ đó. Tức nghĩa là cái nhìn của Nguyên của nó là cái nhìn của Nguyên nó không có nghĩa là chính xác, chỉ là Nguyên thấy đây là cái dấu hiệu. Trong cái dấu hiệu, trong một cái bài phỏng vấn, nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ nhất, cái quốc này có đi máy bay được. Thứ hai, thầy có thích đi qua Ấn Độ không? Đó. Thấy hai cái câu hỏi đó trong một cái bài diễn văn mà Chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị cái tâm lý và để đưa thầy. Đó. Thì cái điều này thì đối với Nguyên, đây là một cái điều tốt hay là điều xấu? Đối với Nguyên thì đó là cái điều mà cách lãnh đạo của Việt Nam thiếu sót. Nếu họ biết lợi dụng thầy Thích Minh Tuệ, nó sẽ tạo ra một cái xu hướng cực kỳ là tốt. Nếu biết cách lợi dụng thầy Thích Minh Tuệ. Thứ nhất là đưa đẩy cái vấn đề của Phật Pháp. Phật Pháp nó cao trào hơn và được nhiều người tín ngưỡng hơn, và có thể biết cách thì sẽ dẫn đến đất nước Việt Nam mình trở thành một cái quốc gia được về vấn đề Phật giáo đó, nó sẽ quảng bá hay hơn. Tất nhiên mà đó, nhưng mà cái điều mà Chính phủ Việt Nam đang lo, vì Việt Nam không bao giờ muốn tụ tập đám đông, đặc biệt liên quan đến tôn giáo, mà không nằm trong kiểm duyệt của Chính phủ. Đưa thầy Thích Minh Tuệ đi qua Ấn Độ là biện pháp tốt nhất để giải quyết tất cả những cái mâu thuẫn tranh chấp và không có xảy ra bất cứ biến đổi gì. Theo các vị thấy Nguyên nhận định nó như thế nào? Các vị nhớ comment nha, chia sẻ với cái quan điểm nhận định của mọi người. Trong Nguyên nói là mỗi người đều có những cái tầm nhìn riêng biệt hết. Ok? Và cái tầm nhìn đó không có ai đúng ai sai hết. Thì tầm nhìn mà chúng ta có cặp mắt, nhưng mà cặp mắt chúng ta nhìn đều khác nhau hết. Và chúng ta có cái nhận định khác. Nguyên thì theo với cái sự nhạy cảm, với cái ăn mắm ăn muối của Nguyên á, nói chuyện tầm bậy tầm bạ đó, thì theo với cái gì mà Nguyên lắng nghe ngày hôm nay đó, thì Nguyên thấy rõ được là họ có cái ý định đó. Và thầy có đi hay không còn là quyền quyết định của thầy nữa. Thầy có đi hay không còn quyền là quyết định của thầy nữa. Nhưng mà trong cái bài phỏng vấn thì thầy nói là thầy vẫn ước mơ được đi đến Ấn Độ. Thầy được ước mơ được đi đến Ấn Độ. Ừ. Nên là, mà trong ý nói là nhiều Phật tử Việt Nam chúng ta vẫn thường xuyên đi Ấn Độ. Ấn Độ đi ở miền Bắc Ấn Độ đó. Ở khu vực Kashmir rồi với cái khu vực Tây Tạng đồ đó, những khu vực đó thì gần ở miền Bắc đó, để người ta đi lại những cái con đường đi của Phật và tìm hiểu những di tích cổ của Phật vân vân và vân vân. Thì người ta đi hành hương đó. Thì có thể là trong tương lai thì các quý vị nào mà muốn theo dõi thầy Thích Minh Tuệ là phải qua Ấn Độ quay phim nha. Yeah. Nguyên tin chắc các quý vị là YouTuber là sẽ đi liền. Nếu mà thầy Thích Minh Tuệ mà đi qua bên Ấn Độ, có thể là Nguyên sẽ bay về Ấn Độ đó. Nguyên sẽ ôm nồi cơm điện. Yeah. Nguyên sẽ ôm nồi cơm điện. Nguyên theo thầy Thích Minh Tuệ thì sao ta? Nguyên mà cạo đầu chắc xấu lắm. Nếu là may mốt mà vấn đề mà YouTuber mà muốn cứ đi theo thầy Thích Minh Tuệ bắt buộc vô Ấn Độ, mới nói nha, ở Việt Nam đi bộ là chuyện nhỏ, qua Ấn Độ đi bộ mới là chuyện khó. Lý do vì Nguyên mới vừa đi Ấn Độ không lâu, các quý vị biết mà, cái khí hậu của Ấn Độ nó nóng một cách đáng sợ. Bởi vì cái khí hậu của Ấn Độ nó nóng và nó bụi, nó bậm, nó dơ nha. Nó còn dơ hơn Việt Nam, nó bụi bậm hơn Việt Nam nữa. Nó bụi bậm, nó dơ hơn Việt Nam rất là nhiều nữa các quý vị nha. Cái đó là điều mà Nguyên phải nói thật đó. Và cái nóng của nó chịu không nổi. Nguyên bảo đã mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ mà đi bộ đó, rồi ngủ bờ, ngủ bụi đó, Nguyên bảo đã với các quý vị là YouTuber bỏ chạy liền. Vì ở tại Việt Nam nó mệt á, thì còn tóc của nhà bà này bà kia xin nước uống, ăn uống được. Ấn Độ đi dọc đường cái chỗ nào ăn mà uống nè, rồi xin ai có biết tiếng Tâm gì mà xin ai đó. Qua bên bển mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ rồi nó mới biết là cái khổ đau nó như thế nào. Nguyên qua bên bển Nguyên ăn đồ cà ri không là Nguyên đã sợ rồi nha. Ăn xong rồi Nguyên đau bụng, Nguyên nằm ở khách sạn 4 ngày, cuối cùng Nguyên về rồi Nguyên nằm ở khách sạn hết 4 ngày rồi. Ở bên Ấn Độ cái môi trường vệ sinh nó tồi tệ hơn Việt Nam nữa, và cái khí hậu nó nóng hơn Việt Nam nữa, và cái nóng nó khó chịu lắm, nó nóng khét lắm, và nó không có cây cỏ. Cái vùng Nguyên ở nó ở xuống đó không có cây cỏ đó. Nên là các quý vị biết rằng là đây cũng là một cái vấn đề nan giải đó, chứ không phải là dễ đâu.
Để cho các quý vị nào bận tâm trong thời gian vừa qua, cứ nhắc Nguyên là Nguyên ơi, con có tin tức gì thích tương tệ, cứ chia sẻ nè. Bữa nay thì có tin rồi đó, thầy vẫn khỏe nha các quý vị, thầy vẫn khỏe, thầy vẫn minh mẫn và thầy vẫn trả lời một cách chung chung, thầy trả lời rất là khéo. Thầy trả lời rất khéo những câu hỏi mà người ta thầy Thích Minh Tuệ nhận được công chức nhân dân có thấy vui hay không? Thí dụ câu hỏi gì? Bao nhiêu năm nay thầy không có, thầy vẫn tu tập được mà. Sao hỏi những câu tào lao quá vậy? Người đó gì không có bao nhiêu năm nay rồi thầy cũng đi tu, thầy có bị gì đâu. Rồi tự nhiên thầy Thích Minh Tuệ cái cặp tiếng nhân dân có vui hay không? Nếu mà vui, ổng muốn, ổng làm từ lâu rồi. Chánh phủ nào cấm ổng làm đâu. Vì ổng thấy không cần thiết. Vì người tu là của quần chúng, của Phật, chứ không phải của cá nhân một quốc gia. Cái tâm lý của người tu, họ không có phân biệt tôn giáo, không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt giới tính và không phân biệt sắc tộc. Người tu chân chính là như vậy. Sự bác ái, sự yêu thương của họ nó vô biên giới. Nên đối với thầy Thích Minh Tuệ, ông không bận tâm cái điều đó, bị ép thôi. Các ông ép tôi làm thì tôi làm. Rồi hỏi tôi có vui hay không? Và thầy Thích Minh Tuệ trả lời cái gì? Trả lời chung chung, nếu mà có thể giúp đỡ con trong cái con đường tu hành tốt hơn thì ok, tốt hơn. Vậy thôi. Chứ thầy đâu có nói là có chứng minh nhân dân là vui đâu. Cái điều là Nguyên nói cho các người biết là những cái câu đã họ đặt đó, để cho họ chứng minh, chúng ta thấy là cái kêu thầy Thích Minh Tuệ làm giấy chứng minh minh dân là đúng, tốt cho thầy. Chúng tôi bắt thầy nửa đêm là tốt cho thầy. Chứ chúng tôi không làm gì thầy hết, bởi vì thầy không có giấy tờ, tốt cho thầy. Đó, bây giờ thầy lấy này, cái quyền lợi của thầy nhiều lắm. Đi bác sĩ, thầy có thể đi khám bệnh nè, vậy có trả tiền không? Có trả tiền không các quý vị? Khám bệnh rồi đưa giấy chứng minh nhân dân lên rồi khỏi trả tiền hả? Nếu mà quả thật đi khám bệnh mà chỉ cần đưa giấy chứng minh nhân dân lên mà khỏi trả tiền đó, thì ok. Mà đưa giấy chứng minh nhân dân lên để điền tên lý lịch, để biết tên anh đó rồi vẫn trả tiền thì có khác biệt gì? Còn họ còn nói là nè, đi khám bệnh nè, đi du lịch nè. Đây là lời phát biểu mà chúng ta đều thấy rõ được là cái video vừa qua họ đã định hướng và bắt đầu đưa thầy đến Ấn Độ. Tất nhiên là Nguyên đã nói rồi, cô mấy bác ở đây rồi. Nhưng mà Nguyên không hiểu các quý vị, có một cái điều mà Nguyên thắc mắc, mà Nguyên ngồi Nguyên suy nghĩ tại sao họ phải sợ như vậy. Một cái người tu đơn phương độc mã, một cái người không nói nhiều, cũng không giảng đạo chánh trị, không nhận đại tử, có nghĩa là tu của một mình thôi. Nhưng mà họ lại lo lắng, họ tìm đủ thứ biện pháp. Và bây giờ để làm sao ngăn chặn. Ngoài cái điều đó thì Nguyên đáng tiếc hơn nữa là họ bôi nhọ danh dự của đại tử của thầy. Những cái người đi theo thầy mà chúng Nguyên mạng phép là đại tử đó. Những người đó bây giờ họ hoàn tục. Họ hoàn tục. Có những người thì họ vẫn giữ trai giới. Và có những người kia thì không giữ. Bây giờ không cho người ta tu nữa, người ta hoàn tục thì người ta ăn mặn. Người ta hát karaoke. Cái chuyện của người ta đi chứ, người ta hoàn tục rồi mà. Người ta đã hoàn tục rồi thì người ta muốn làm cái gì người ta làm, là người ta là người dân bình thường. Thì người dân bình thường thì vẫn có bị cuộc sống bình thường. Và bây giờ thì họ chụp những cái hình ảnh, những cái người bị đi theo thầy đó. Và những người đó có bị sai phạm cái gì đó mà họ đăng lên. Vì tại sao họ làm như vậy? Vì họ cho rằng là những cái người đi theo thầy là những người ô hợp, những người không tốt. Những người không tốt, những người ô hợp. Bởi vì họ tấn công cá nhân của thầy không được. Họ đã, Nguyên nói các quý vị nha, phía bên mấy ông chánh quyền của Việt Nam, ổng lục tung cái hồ sơ quá khứ của thầy Thích Minh Tuệ. Từ lục từ đời cha của thầy Thích Minh Tuệ đến đời của thầy Thích Minh Tuệ, họ tìm ra lý lịch cái xấu để họ bôi nhọ hết. Nhưng họ tìm không ra. Họ tìm không có ra. Họ tìm không có ra cái chứng cứ nào mà bôi nhọ xấu được hết. Họ không có phanh phui ra được một cái vết tích xấu của quá khứ. Họ tìm được cái ông này thế nào. Thí dụ mà nếu mà lính ngụy ha, gia đình mà bên lính ngụy là chết. Cái này là gia đình đi bộ đội. Từ ba đến con là đều đi bộ đội. Nếu mà gia đình mà đi lính ngụy mà Việt Nam Cộng Hòa là chết chắc rồi. Là tuổi ba que rồi. Lúc đó là chết chắc luôn. Nhưng mà họ phanh phui ra cái lý lịch của thầy Thích Minh Tuệ với cái bối cảnh chánh trị ở tại Việt Nam, nó không có một cái vết tích nào dơ hết.
họ phanh phui tới lui, họ điều tra lý lịch, họ làm đủ thứ vấn đề, họ không thấy cái vết tích từ cái cách sống, cử chỉ từ trẻ đến lớn, đối xử với gia đình, đối xử với người nhà, đối xử với người thân, từ lúc trong học tập đi làm. Thầy Thích Minh Tuệ vẫn là cái người tuyệt vời trong những cái sự đối xử, đối nhân đổi thế. Nên nó không có cái gì mà thay xấu hết. Bây giờ không có cái gì xấu hết. Bây giờ tấn công vào những cái người mới vừa đi theo thầy. Trong dòng cái thời cái trào lưu, phần lớn thì các quý vị cũng biết mà đi theo nó vui thôi. Ùa theo đám đông, phần lớn là như vậy. Thấy vui quá bây ơi, đi bây giờ ngày xưa ở ngoài đường ai quay phía mình. Bây giờ nguyên bày ngày nào ta cũng lên tivi hết. Thấy chưa? Thời đó đi theo thầy Thích Minh Tuệ là bỗng nhiên nổi tiếng lên, ai cũng nổi tiếng theo. Đó, lên tivi mỗi ngày. Đó, họ đi theo phong trào, họ đi theo trào lưu, họ đi theo cái xu hướng của đám đông. Chưa chắc là họ là những người tu chân chính, nhưng mà có một cái tấm gương để họ thay đổi. Vì họ cũng phải trải qua cái khổ cực đi bộ, họ phải trải qua dầm nắng dầm mưa, họ phải trải qua ăn chay và ăn một ngàn một bữa, họ phải trải qua nằm nghĩa địa, nằm bờ ngầm bụi. Cái đó nó cũng là một cái trải nghiệm mà họ cần phải học hỏi. Và những người kiên trì đối với thầy, họ sẽ hiểu được và ngộ đạo từ giây phút đó. Còn những người kiên trì không được thì họ ngay lập tức một cái giai đoạn mà xin ngừng ngay. Vì ai chịu nổi? Nguyên là đi một ngày thôi, thầy đi một mình nha, con đi xe hơi à, con đi theo thầy mà con ngồi máy quạt à. Thí dụ là như vậy à, thì cái điều mà Nguyên nói là mỗi người chúng ta phải hiểu được cái giá trị, cái bước đi của thầy. Tuy rằng tương lai có thể là cái phong trào của thầy nó không còn tồn tại và những không còn ai đi theo cái bước đi của thầy nữa, nhưng những cái gì thầy đã cống hiến, cái gì mà thầy đã làm, Nguyên nghĩ là nó sẽ in sâu vào trong tâm trí của chúng ta. Cái sự đóng góp của thầy đem lại cái nền Phật giáo tốt đẹp, nhìn về cái sự buông bỏ tham sân si, nó đã dẫn đến nhiều trái tim của người dân đã hiểu được, đã hiểu được điều đó. Và trong Nguyên nói con tường học tập đạo nào cũng vậy, không phải ai cũng ngộ đạo và cũng ai cũng tu thành chính quả. Chúng ta cứ đi theo con đường của mình, và một cái giai đoạn nào đó chúng ta thấy nó không phù hợp thì chúng ta có quyền lực. Cuộc đời mà, chúng ta là sống trong một cái thời buổi và lựa chọn. Chúng ta có lựa chọn. Và cũng đừng có trách móc những người họ tu nửa đường rồi họ nghỉ tu. Vì cái căn tu của họ đến đó là hết. Căn tu đến đó là hết. Đó. À, vì cái duyên của họ, cái duyên của họ với thầy Thích Minh Tuệ đến đó là hết. Và họ hoàn tục trở lại thì hãy để cho họ sống với cái cuộc đời hoàn tục của họ. Và họ cũng giống như mọi người. Thì đâu có nghĩa là ngày xưa ông thi theo Thích Minh Tuệ làm dữ lắm. Nhưng mà cái duyên của tôi hết. Duyên của tôi đúng ra nó còn dài, nhưng các ông cắt đứt duyên của tôi rồi. Các ông đã cắt đứt duyên của tôi rồi. Và tôi chưa đủ can đảm hy sinh. Và không sợ pháp lực, không sợ tù đài. Để đối kháng với các ông. Vì cái niềm tin Phật của chúng tôi chưa đủ lớn. Và cái duyên của tôi chưa đủ mạnh. Nên là tôi mạn phép hoàn tục. Thì có gì đâu. Có cái gì đâu. Nhưng mà Nguyên phải nói được là những cái sự đóng góp của thầy trong thời gian ngắn thôi nha, nó đóng góp rất là lớn cho cái tinh thần của Phật tử và sự nhận thức của người dân Việt Nam chúng ta đã nhận định được đâu là ma tăng, đâu là chân tu. Người ta đã bắt đầu cảm nhận được và người ta bắt đầu thấy rõ được. Chứ ngày xưa người ta còn bị như là mông lung á các bạn, bị không biết đâu thật đâu giả. Với xã hội bây giờ không biết ai tu thật ai tu giả, cái xã hội nó lộn xoàn đầu hết. Nhưng mà sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ nó đã tạo ra được cái nét rõ hơn và nhìn thấy rõ hơn. Và cái điều đó thì nó sẽ là nó sẽ như là phía bên Phật pháp chính thống của Việt Nam đó, chính phủ Việt Nam đó, họ phải bắt buộc phải làm rõ hơn để lấy lại được lòng dân. Đó là cái điều mà Nguyên thấy trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Trong cái tình trạng mà thầy Thích Minh Tuệ, Nguyên cũng đang sẵn mặc áo dài này đó. Đó, ôm cái nồi cơm rồi, uống rồi. Vì quốc thêm cái nồi cơm gì nữa là đi là ngon lành cà đào ấy. Tiếc thay là Nguyên không có duyên tu các quý vị ạ. Nguyên không có duyên tu. Thì Nguyên đang ôm nồi cơm mà có cô đẹp đẹp đi ngang, Nguyên phải liếc liếc, Nguyên nhìn nhìn, nó kỳ lắm. Nguyên không có thích là mình mặc cái áo cà sa và mình còn có một cái dương vấn với phàm nhân và thầm tục. Nên là cái điều đó không nên. Cái điều nó không nên. Mình còn những cái đam mê và mình có những cái u mê thì tốt nhất thôi mình là người thường đi, người thường mắc thịt.
thì dù mình có sai phạm và những cái sự u mê đó thì cũng không có lỗi gì cả, vì là con người mà, con người thì sẽ có những cái sự sam sân si rồi dục vọng của con người. Chứ mà mặc áo cà sa mà vẫn còn mang dục vọng thì kỳ lắm, cái đó là kỳ lắm, cái đó tội lắm các quý vị ạ, cái đó tội lắm. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đã yểm trợ chương trình, đó là thà cho Nguyên thôi, Nguyên là người bình thường rồi được rồi, chứ tu không có nổi, tu không có nổi các người ạ. À, để nữa Nguyên về là Nguyên tu, tu bo với mấy anh bạn của Nguyên bệnh thôi, chứ tu khác là tu không nổi rồi. À, để cho các quý vị thấy rõ được tới ngày hôm nay cái hướng đi chính trị và tôn giáo của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ, thì đối với Nguyên, cho Nguyên nhắc khẳng định là Việt Nam muốn đưa thầy Thích Minh Tuệ đến một cái quốc gia, đó là quốc gia Ấn Độ, để dập tắt cái phong trào và để không có khơi vậy phong trào này nữa. Vì ngày nào thầy Thích Minh Tuệ còn ở Việt Nam thì còn có thể quay trở lại cái phong trào đó, và nếu quay trở lại thì nó còn khó giải quyết hơn nữa. Và nếu không may thầy Thích Minh Tuệ xảy ra bất cứ chuyện gì tại Việt Nam thì chính phủ Việt Nam sợ bị đổ lỗi rằng là do họ đã làm. Nên cái điều đó thì tốt nhất thầy không còn ở Việt Nam thì không còn có cái lý do nào đổ lỗi cho nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bài bình luận chia sẻ của ngày hôm nay trong những cái giây phút chủ đề của thầy Thích Minh Tuệ và nhiều người cô chú anh chị em bận tâm cũng đưa ra một cái bản tin xác thực của chính phủ để cho các quý vị an lòng về sức khỏe của thầy Thích Minh Tuệ. Ok, thầy đã xuất hiện, thầy đã xuất hiện, để cho đầu tiên nhất là cái điều đó, để xác thật với những bản tin mông lung trong thời gian vừa qua, chúng ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đây là một sự xác thật, nó không còn là cái gì hết. Ngày hôm qua thì Nguyên có chia sẻ của đài VTV, nó cũng chưa xác thật lắm, vì nó không rõ lắm, có nhiều người không tin cái bài phỏng vấn đó và cho là nó cắt ghép. Cái này thì Nguyên thấy là chính miệng thầy Thích Minh Tuệ đã trả lời một cách rất là minh bạch và rõ nét. Và chúng ta đã hiểu rõ được cái tình trạng của thầy Thích Minh Tuệ, vậy cũng đã tốt rồi. Mong các quý vị không cần lo lắng quá nhiều. Và trong Nguyên nói một câu, ai cũng có định mệnh. Cái sự việc của thầy Thích Minh Tuệ trong thời gian gần đây đó là sự thử thách. Khi ông trời muốn giao trách nhiệm lớn cho ai đó thì lúc nào cũng phải đem những thử thách cho họ. Và đối với người tu sĩ là đây là những cái bước đi tu hành và họ phải gặp. Và cái thời gian gần đây, cái khó khăn của thầy Thích Minh Tuệ đó là cái nghiệp, hay là cái vấn đề của chúng ta, thấy chưa? Cái chướng ngại mà ngài phải vượt qua, ngài phải vượt qua thì ngài mới đắc đạo được tốt hơn nữa. Và để chứng minh cho dân thấy đó là cái điều đó, các vị cũng không nên buồn, không nên cái gì lo âu cả. Người tu hành mà người ta đã chấp nhận tu thì người ta đã chấp nhận cái sự khó khăn, bước qua những cái sự khó khăn đó, và đó là trong những cái bước đi tu hành mà họ phải trải qua, nên cũng không có cái gì các vị phải lo. Còn nếu thầy Thích Minh Tuệ có đến Ấn Độ hay không, mà có đến Ấn Độ mà các quý vị muốn đi theo thầy thì các vị vẫn có thể đi theo. Ấn Độ với Việt Nam bây giờ vé máy bay nó rẻ bèo, vé qua rẻ bèo, và qua bên Ấn Độ nó không xin visa một cách dễ dàng trong vòng chỉ có 24 tiếng đồng hồ hay là 2 ngày tùy theo cái giá tiền visa các quý vị bỏ ra. Và đến Ấn Độ một cách dễ dàng với cái mức sống của Ấn Độ rất là rẻ. Chỉ có điều là các quý vị có đi theo nổi hay không đó là chuyện khác. Chứ không thì giữa Ấn Độ và Việt Nam bay qua bay lại giống như là cơm bữa. Ngày nào cũng có mấy chuyến bay hết, từ Sài Gòn, Hà Nội đến Ấn Độ, thủ đô. Ngày nào cũng có hết. Và người Việt Nam chúng ta bây giờ thường xuyên qua du lịch Ấn Độ, đi chơi, tham quan Ấn Độ, Nguyên tiếp xúc bên bệnh rất là nhiều. Nên là không có khó dễ gì muốn đi với thầy Thích Minh Tuệ cả. Và cái số tiền đi nó cũng không phải là cái số tiền gì quá lớn. Với cuộc sống Ấn Độ và sống bình dân nó cũng giống như Việt Nam chúng ta thôi, sống mỗi ngày. Nếu mà sống kiểu bình dân mà kêu thầy đi theo thầy Thích Minh Tuệ thì hình như là không còn tốn đồng xu các bạn nào.